Xin chào quý anh chị và các bạn nha. Thì hiện bây giờ mình đang ở Hóc Môn. Thì hôm nay mình tới đây để chia sẻ và tìm hiểu hoàn cảnh của một ông chú ở trong cái rừng này các bạn. Nó ở trong cái chai bạc ở trong cái rừng này. Thì mình cũng nghe thông tin là ông chú ở một mình trong này, trong cái rừng này, không con cháu, không bà con gì hết, chai tấm bạc ở trong này. Thì lúc trước thì cái rừng này rất chi là xanh tốt, nhưng cũng không may trong thời gian vừa qua thì cũng xảy ra cái gọi là không biết ai đốt là sao đó, nó cháy trụ hết rồi các bạn đó. Thì ông che cái bạc sống trong này thì cũng cháy rụi hết các bạn. Mình cũng được biết là ông hiện bây giờ sống một mình trong này, thì tính tình của ông rất chi là kỳ lạ các bạn. Ở một mình trong này thì phía trước các bạn đó, thì hàng ngày ông đạp chiếc xe đạp và chở một mớ đồ trên xe đi lòng vòng, thì đến trưa thì về đây. Thì đây là phía trước các bạn đó. Thì mình nghe nói là trong nhà ông là treo những cái bao, rồi những cái hình người ta thờ đổ bỏ đó các bạn, thì treo trong đó. Xin mời quý anh chị và các bạn đi theo trong mình đi vào để tìm hiểu thực hư ông như thế nào nha. Dạ. Thì đây các bạn, đây thì phía trước là căn gọi là cái căn chòi ông ở đây. Thì xin mời quý anh chị và các bạn đi theo trong mình vào để tìm hiểu câu chuyện của ông nha. Thì xin mời quý anh chị và các bạn theo trong mình nha. Con chào ông nha. Dạ. Ông ở đây hả? Cho con vô được không? Không con ơi. Cho con vô nhà con hoang. Không có vô được. Dạ. Mà con đứng ở ngoài đó, ở đây thì cũng ở nhà rồi, nhưng mà đây là cái cửa con vô để chi? Dạ, con tới con thăm ông tí. Rồi thôi con thăm đứng đó được rồi. Dạ. Giờ mình ông ở đây hả? À, mình ông ở đây. Dạ. Con cháu gì không ông? Thì con cháu đông thì con cũng con cháu thì dạ. Cũng là cái họ đậu thôi. Dạ. Có chuyện xe đó là nói. Dạ. Giờ ông cho con vô nhà tí được không? Thôi không vô được đâu. Dạ. Con vô để có việc chi? Dạ con vô con thăm ông sĩ mà. Thôi ở đây được rồi. Dạ con trò chuyện với ông tí. Thôi đây được rồi. Dạ. Con có cần gì không? Dạ ông trò chuyện với con tí nha. Rồi. Dạ. Để con hỏi đi có gì không? À chắc nó đi rửa nước. Dạ dạ đúng dạ. Không? Dạ. Ừ. Dạ. Thì con cứ nói đi, hỏi đi. Dạ lâu lắm rồi không tới thăm ông ha. Rồi. Dạ. Đứng đó con cứ hỏi đi. Dạ. Rồi giờ ông làm cái gì đó? Thì con cứ hỏi đi, ông đang vẽ. Dạ. Đang vẽ. Đang vẽ cái gì đó? Đang vẽ chữ. Dạ. Có chừng xe đó. Dạ. Tại sắp tới Noel rồi đó con. Dạ. Cho nên nhiều khi nó thắp lùng đèn thì cũng mệt. Dạ. Rồi cái này nó hồi xưa nó dậy hay là nó mới cháy rồi đây ông? À thì mới cháy cái hôm rồi. Dạ. Trước khi ấy rồi cháy hết. Nó phá quá, nó giả bộ nó đốt rồi. Gọi cứu hỏa tới rồi mắc công. Dạ. Ôi nó cháy hết trơn khu này luôn nè. Thôi thì mình làm lại vậy thôi. Con nói phải lo dòm xe kìa đi. Dạ dạ. Chúc sức khỏe con. Con có cần uống nước gì không? Dạ con mới uống nước á. Con ăn bánh ăn cơm chi không? Bánh cơm đó hả? Đưa con xem mà con quay cái phim là cái bánh cơm gì đó. Rồi. Cái đó ai cho đó? Mua. Mua đó hả? Ờ. À còn cơm trên đó sao ông không ăn đi? Đợi hết con đói thì để con ăn. Con mới ăn dắt nãy á. Con ăn lúc nãy á. Bởi vậy tâm mới là coi như phải có cái ghế để ngồi, để mệt khi đứng lên cho sếp giống nó coi chừng. Dạ. Để đi quá. Xe cộ rồi này kia nó đi chơi đứa bay đứa khác. Dạ. Rồi để con lấy bánh ra nghe. Dạ.
đấy mà. Dạ. Vua Sơn Tây. Cái đó ông thần tài mà. Đấy con. Dạ con mới ăn ông đĩa đó rồi dành rồi tối ăn. Để dành thì không có con. Mới ăn trên đó. Con thương ông giữ đó rồi tối ăn nha. Rồi. Dạ, em phải. Dạ. Coi chừng quăng nhiều khi rồi cái mùa khô đó là nó bóc cỏ. Dạ. Đó, em kỹ lắm, phải bỏ vô trong cái lon hoặc cái bọc. Ừ. Không còn nhiều công việc riêng khác. Dạ. Hai đứa mà đi nó cái gì. Để an toàn túi sách rồi này kia lung tung. Dạ. Đi vô đi ra rồi lỡ con trúng cái này cái kia nữa mệt lắm. Dạ. Rồi mấy hôm nay có ai tới thăm ông không? Không. Không tới thăm luôn hả? Rồi ăn uống như thế nào ông? Trời ơi, đồ ăn ông đầy hết. Dạ, đồ ăn treo đó à? Rồi cái đó. Này không ăn thì nuôi con vật khác. Dạ, cái đó ông mua hả? Mua. Dạ. Dạ. À, thì đây các bạn, đây hiện bây giờ thì mình đứng trước nhà ông đây các bạn. Thì ông có một cử chỉ rất chi là đặc biệt các bạn. Thì người ta tới là không cho vô nhà. Thì hiện bây giờ ông che cái che chắn cái bạt sống giữa rừng như thế này đây. Thì mình xin vô nhà thì ông không cho vô nhà các bạn. Ông nói là vô nhà thì vườn dặm mừng vương và cái gì đó trong nhà của ông á. Thì hồi nãy mình ghé qua thì thấy ông đang vẽ cái gì lên cây đó, lấy cái phấn mà vẽ lên cây á, rất chi là lạ lùng. Che tấm bạc ở đây này. Thì cái này lúc trước là mình cũng nghe nói là cái rừng tràm này, keo tràm này nó xanh lắm mà tự nhiên nó cháy. Cháy rồi nó cháy luôn cái chòi của ông nè. Thì ông cũng mới mua hay là ai cho ông được cái tấm bạc. Tấm bạc để che chắn lại. Thì mình cũng xin phép ông nói chuyện nhưng mà ông không nói chuyện với mình. Ông nói là ông bận đủ thứ việc hết á. Thì hiện bây giờ thì ông vô trong nhà nè, nằm rồi các bạn. Thì hôm nay mình tới mình muốn chia sẻ hoàn cảnh của ông sống giữa rừng như thế này, nhưng mà ông không gọi là, nói chung có những hành động rất là kỳ lạ các bạn, thì mình không có tiếp cận được ông. Thì mình cũng xin hẹn các bạn cái dịp khác nha. Dịp khác mình sẽ xin ông mình tới đây sớm hơn và mình sẽ tới đây sớm hơn và có thể xin ông vào trong nhà để tìm hiểu ông ở đây như thế nào nha. Đó, thì hôm nay mình tới đây thì mình cũng chia sẻ hoàn cảnh của ông cho mọi người. Thì mình cũng xin kết thúc cái câu chuyện của ông tại đây nha. Hẹn các bạn dịp khác mình sẽ quay lại đây để được vào trong nhà này và tâm sự cùng ông. Ông ơi, con về đã. Dạ. Ông phải nghĩ đủ tới công chuyện, ông đạp đi mệt lắm. Dạ, ông đạp đi hả? Ông đạp đi đâu? Từ sáng tới chiều ông mới đạp đi về nhà đó. Dạ, ông đi đâu ông về đây? Đi công việc chứ trời đất ơi, phải cơm nước không, phải đi hết. Dạ. Còn tụi con đi gắn máy phải. Dạ. Dạ, đạp từ sáng là mấy giờ đi ông? Sáng 6 giờ, 5-6 giờ là ông đã đi rồi. Rồi dậy rồi có ăn uống gì không? Thì phải ăn, phải uống mới mạnh khỏe được chứ. Dạ, dạ, dạ. Rồi cái đó sao không ăn thì treo lên tùm lum hả? Đã ông nói không ăn thì ông nuôi con vật khác. Dạ, đó. Dạ. Không ăn thì ông nuôi con vật khác. Dạ.
Bữa hổm nó cháy cái này rồi cái chòi ông nó có cháy không? Cháy tiêu hết chứ, cái đó là kỳ trước nhưng rất là tiêu, cháy tiêu hết rồi. Dạ. Cái này mới làm lại. Dạ. Rồi kỳ trước nó cháy tiêu rồi, hồi đó lúc đó ông có ở nhà không? Không. À đi đạp đi rồi hả? Đạp đi về thấy nó ra thang hết rồi. Không có, cắt nó lại trời ơi ông che thôi chứ đất của ông không, nhà thiếu vậy ông đâu có ở của ông không. Dạ. Dân trên xe đó nó chạy rồi, phải cẩn thận an toàn giao thông. Dạ. Thôi rồi, chúc sức khỏe tụi con ăn được. Rồi ông ăn tối chưa? Chưa. Nấu giác tối chưa? Dạ, thôi con chào ông nha. Rồi, dạ. Dạ rồi, con cảm ơn ông nha. Rồi. Dạ.